xe đường đổ bị cướp giật đầy đủ. Nên bây giờ bà con có lời chia sẻ dùm. Bây giờ đầu tiên hãy còn nhiều biết lắm, còn nhiều biết lắm bà con cô bé đầu chia sẻ. Câu này từ Bình Thuận đi vào đây nhờ đầu tiên hãy là trên con gái bị mắc cách, nên bà con có lời chia sẻ dùm mọi người. Mọi người hãy chia sẻ giúp tôi hiện nay là quá đặc biệt. Đầu tiên hãy là giúp gia đình về người. Bà con có lời chia sẻ dùm mọi người. Mọi người đồng chia sẻ dùm. Chia sẻ giúp dùm. Đây đầu tiên hãy là giúp miễn phí một tiền vài thách người bà con. Có điện thoại cho đầu tiên hãy 0913 7858 bà con có đoạn chia sẻ dùm. Bà con thấy người bé này đầu điện thoại đầu tiên hãy 0913 7858 bà con có đoạn chia sẻ dùm. Bà con có đoạn chia sẻ cho hiện nay là chưa cơm nước nhé, giờ còn 4 người đang đợi. Là xin phép cô, cô có thể cô giới thiệu là cô họ tên là gì? Nguyễn Thị Hào. Nguyễn Thị Hào ha. Rồi, cô hiện nay đang sinh sống tại đâu? Ở Bình Thuận. Bình Thuận ha. Hôm nay cô vào Bình Dương để nhờ anh em hiệp sĩ Bình Dương tìm ai đây cô? Tìm con gái Úc. Con gái cô họ tên là gì? Huỳnh Thị Thanh Thúy. Huỳnh Thị Thanh Thúy đúng không? Dạ. Con cô năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sinh năm 2000. Ồ, 2000 nhỏ xíu à. Con cô đi lâu chưa? Ngày mùng 9 Tết. Từ mùng 9 Tết đến giờ phút này luôn. Cô đã tìm con cô ở đâu rồi? Ngày mùng 9 Tết là sáng tôi đi bệnh viện, là chiều tôi về là tôi thấy nó không có ở nhà. Dạ. Rồi là tôi điện thoại là điện không được cho tới nay luôn. Rồi, con cô có biết là con cô đi đâu không? Rồi trong ngày mùng 3 Tết là có thằng bạn của nó học cùng một lớp học của nó ở Bình Dương mình đây nè. Học tóc á. Rồi sinh nhà nó thì ở Đắk Nông, sinh ra nhà chơi Tết, rồi chơi miết từ mùng 3 mà miết tới mùng 9. Cái ngày đó là ngày tôi đi xuống bệnh viện, thì nó chịu về thấy hai đứa đi mất tiêu. Cái điện cho con này không được, cái mới điện cho thằng này. Thì thằng này nó nói là để nó nói con này là quay về. Rồi hỏi dắt con này ở đâu, nó nói dắt ra Bình Dương. Mà điện 3 lần thì ngày thứ tư là điện thằng này nó không bắt máy nữa. Rồi bắt đầu là không có liên lạc được cả hai luôn. Rồi là chờ hoài. Bữa nay là ra ngay trường học của nó. Là ở ngoài đó người ta nói thằng này nó nghỉ đã cả năm rồi, nó không có ở chỗ đó. Rồi là con này là từ hôm Tết giờ không có ra chỗ đó luôn. Không có ra trường học đó luôn. Vậy là con cô là trước đây học ở đâu ạ? Học ở ngay khu dân cư Phú Hòa. Bình Dương luôn. Đúng không? Dạ, ở Bình Dương đúng không? Mà cô là quê ở Bình Thuận đúng không? Con cô vô trong này học lâu chứ cô? Hơn tháng 5 mình á. Là vô học đại học đúng không cô? Không, học làm tóc. À, học làm tóc. Học làm tóc. Rồi. Con cô trước đây là học nghề gì chưa? Học 12 xong rồi nghỉ hả? Rồi giờ cho đi học nghề thôi. Học 12 xong nghỉ ha. Dạ. Trước khi con cô... Trước cái thời điểm mà mất tích này là con cô có thường xuyên liên hệ cho gia đình không? Lúc trước là điện suốt, ngày nào cũng điện hết. Nhưng mà từ ngày 9 ra đi tới nay là nó không nghe điện thoại của mẹ. Cô đang nghi ngờ chuyện gì cô? Thì bây giờ biết rõ ràng là cái thằng này nó ở nhà tôi lên trong Tết đó. Hôm Tết đó là nó dẫn đi đó. Biết rằng một người đàn ông dẫn đi. Làm giới đúng không? Người ta khoảng nhiêu tuổi cô? Thằng đó 1 tuổi với con này luôn. Ngang tuổi nhau. Cô có nghĩ rằng hai người yêu nhau là rủ nhau đi bán nhau không? Cái lúc đầu tiên nó ra nhà là cô đã nói là chỉ bạn bè học cùng lớp thì cho vô nhà chơi, còn yêu đương là tuyệt đối cô cấm cản không có được. Là lần thứ ba là nó vô chơi từ mùng 3 tới mùng 9 Tết luôn đó. Nhưng mà cho con hỏi này, con cô là đã trên 16 tuổi rồi mà sao cô lại cấm một cách nó hơi thái quá như vậy? Có nghĩa là nó đang học nghề, không có cho nó yêu đương. Không cho mình đâu cấm được tình yêu mà, đâu cấm được đâu cô, mình khuyên thôi. Chứ cô cấm này là gọi là phản tác dụng rồi. Đúng không? Cái liều thuốc của cô là bị không có tác dụng. Lẽ ra thì mình không có ngăn cản mà mình cũng không khuyến khích. Nhưng mà chỉ dùng những lời khuyên con là con còn nhỏ tuổi hoặc con bây giờ đang học nghề. Chứ mình không có tuyệt thể mà một cách mình cấm đoán là tuyệt đối là con không được yêu, con buộc lòng con phải bỏ người yêu chẳng hạn. Cái điều đó thực sự rất khó bởi vì con cô là không phải là 12, 13 nữa. Đúng không ạ? Mà con cô là trên 16 mà đặc biệt là con cô đến tuổi lấy chồng rồi. Đúng không ạ? 18 tuổi đây là đủ tuổi rồi. Đúng không ạ? Mà 16 tuổi đây là được quyền rồi.
mà con cô đặc biệt là ngoài 20 tuổi trở lên, lẽ ra có chồng có con luôn kìa, đúng không cô? Từ hôm mà cô cấm cảm mà đến giờ phút này con cô bỏ đi mới có thể với một người thanh niên khác, thì cô thấy trong lòng mình cô có cảm giác áy náy không? Cô có hối hận không? Không hối hận. Sao vậy nhưng cô? Nhưng mà ý tôi là nó muốn gì thì nó phải nói. Nói tại sao nó không liên lạc được? Nói nhưng mà nhiều khi nói sợ cô chửi, đúng không? Cô la dày con cô thường xuyên không? Trời ơi, cưng dữ lắm, có một đứa con trai út duy nhất. Thương nhưng mà cô thương quá, cho nên cô hay la dày đúng không? Bây giờ ra trường học mới biết là nó bỏ nó trốn học hoài. Vì yêu đấy cô, yêu mà sợ ba mẹ ngăn cản, sợ cấm, vì vậy phải trốn lén lút. Mà lén lút thì đến cái bây giờ một cái kết quả, một cái gọi là cái kết quả nó không được tốt đẹp. Cô nghĩ mày đúng không ạ? Hồi trưa này là đang ngay trường học của nó, là thầy giáo của nó có điện cho thằng này nè. Là thằng này là con này nó ở Sài Gòn. Nhưng mà mới tiếp thị đây á, là cái thằng này nó điện cho anh của con nhỏ này. Nó nói là thằng này nó đang ở Bình Dương. Rồi nó hâm, nó nói con này nhắn lại là nhờ thằng này nói giùm. Mẹ làm vừa vừa cho mẹ làm quá là nó đi học xong. Bây giờ nó muốn học gì cũng được, nó phải điện thoại liên lạc với mẹ. Cô cho con hỏi là cô được mấy người con? Ba đứa. Ba người con. Người con này là con thứ mấy cô? Con này là út con gái út. Út hả? Út là mình thương nhất hả? Cưng nhất hả? Nó con gái nữa mà. Cưng dữ lắm, không dám nói tiếng nặng nào hết. Con gái. Nó bị bệnh cho nên biết cái bệnh đó rồi cho nên không có nói. Bệnh gì vậy cô? Tiết lộ được không cô? Dòng theo đó. Dòng theo? Trước mắt là kim nó về chủ yếu là dắt đi chữa. Mà nó đi ngày 9 đầu năm người ta chưa có làm. Cho nên là đi lo bà quải nó ở bệnh viện. Y là nó ở nhà. Ai về nó đi nó không nói, mà cái thằng này nó dẫn đi nó cũng không nói với người lớn một tiếng luôn. Yêu mà dẫn đi vì sợ bị ngăn cản sao? Đúng không? Đó là tôi tốt với nó quá, tôi nói cô thương con như con của cô. Còn nói mà bồ bịch là chấm dứt nha. Không được, đang học nghề thì phải học cho xong. Không có bồ bịch. Con có học nghề lâu chưa? Học được 5 tháng rồi. 5 tháng. Trước đây con hỏi một câu chuyện rất tế nhị. Trước đây cô yêu nào, yêu cô với chú yêu nhau ấy là có thể gia đình có cấm không? Có. Có cấm. Đấy. Thấy chưa? Cấm mà mình vẫn đến với nhau, thấy không cô? Thì mình... là nó nói đi. Nó nói bây giờ thằng này nó nói nó thương con này đi. Nó đâu có nói. Dạ vâng vâng, mình cản nó cũng nghe lời. Đó, thì bây giờ chính vì cô phải hiểu là tình trong tình yêu nó rất mãnh liệt. Tình yêu là một cái sức bật, phải nói là rất kinh khủng, đúng không ạ? Sẵn sàng vì nhau, sẵn sàng từ bỏ và sẵn sàng ra đi, đúng không ạ? Đó, trước đây cô với chú thì cũng yêu nhau và gia đình cũng ngăn cản, đó là cô cũng nói chuyện như vậy thì con cũng biết như vậy. Còn thực sự thì con không biết cái chuyện đó, nhưng mà ý con đang muốn nói chuyện ở đây là mình nó trưởng thành rồi, con đủ tuổi rồi, mình có thể là khuyên con thôi, không nên cấm con một cách thái quá. Có một số gia đình là xích con ở lại, là một số gia đình là khóa cửa ngược bên con bên trong nhà, nhưng cuối cùng là vẫn có bầu mà bụng vẫn cứ to. Đó, cái điều đó là quả thật, thực sự là các con, các anh em đây chứng kiến rồi. Đó, nhiều câu chuyện vẫn là vô cùng đau lòng khác nữa, là chỉ vì cấm đoán mà cha con, gia đình phải đem chở xe cứu hỏa, cứu thương đi đâu thì chắc cô hiểu rồi, đúng không? Bởi vì mình cấm quá mà. Thôi, bây giờ cô có điều nào cô đừng cấm con cô nữa. Nếu con cô thực sự thương con cô thì cô chia sẻ trên video này để hy vọng để con cô hiểu được là mẹ mình cấm mình mục đích chính là cho mình có một cái nghề, sau này hết học nghề rồi hẳn yêu, đúng không ạ? Đó thì ý tôi là vậy mà. Dạ, để con cô thương mẹ mình, con cô quay trở về đi. Cô nói đi, lên tiếng dạ đi cô. Nhịn ăn nhịn uống bệnh không dám chữa, sắp sửa ung thư bao tử nè, gai cột sống nè, không dám chữa mà cứ gửi tiền hàng tháng ra đây cho nó ăn. Một tháng cô gửi cho con cô bao nhiêu tiền? Tiền ăn không á là 3 triệu. Dạ. Cứ một ngày 100 là cho nó ăn ở ngoài đó, rồi là bánh trái, nói chung sữa sùng là gửi bưu điện ra liên tục. Cục vàng của ổng mà cưng dữ lắm, mới hồi hôm nãy mắt thì nó 100.000 điện thoại nữa nè. Bắn những 100 luôn. Bắn một lần 100, một lần 100 không. Dạ. Thôi bây giờ này, mình không nói vấn đề tiền bạc, kinh tế, cơm áo gạo tiền nữa. Mà bây giờ mình dành tình cảm cho con đi. Cô đó có điều gì ấp ủ từ Tết đến giờ này, cô không gặp con và không liên hệ được. Cô hãy nói trực tiếp trên video đổi hiệp sĩ cái này Bình Dương. Để hy vọng là con gái cô
hiểu được, biết được mẹ từ miền Trung vượt phải nói là nhiều trăm km để vô trong này để gặp các anh em hiệp sĩ Bình Dương, để mong muốn đăng video lên để gặp được con hoặc biết thông tin con đang ở đâu để con sớm phản hồi cho các anh em. Dạ con mời cô. Ý mẹ là con học nghề thì mẹ cũng mừng, mẹ chỉ muốn là điện thoại liên lạc được để nhìn thấy mặt mũi, coi ăn ở ở đâu, sống với ai, yeah, hoặc là bây giờ hiện giờ sống ở chỗ nào, yeah, để cho cha mẹ biết, yeah, chứ không có ai cấm cản, yeah. Nó lớn rồi bạn bè thì cũng đồng ý, nhưng mà yêu đương mà xa nhà vắng nhà rồi trai gái lỡ dại một lần là cả đời. Không, mẹ bây giờ chỉ có một đứa duy nhất đó, đó. Không, bây giờ thì, nhưng mà bây giờ nếu con nói tình huống ví dụ con cô liên hệ về nhà cho cô hoặc cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương, mà các anh em đây ghi nhận mà biết được con cô đang đi với một người bạn trai mà hai đứa thực sự đang thắm thiết yêu nhau mà nắm tay nhau mà gọi là thề lon hiện hẹn ước mà đi với nhau suốt cả cuộc đời này, mà bỏ nghề không học hớt tóc hớt men gì hết đó. Cô có chấp nhận không? Không chấp nhận hả? Khó hả? Tại vì đã là nói chung là bao nhiêu hy vọng dồn hết vô cho nó đó. Bây giờ thất vọng, đau đớn nha. Bây giờ nó không cho thấy mặt mà nó không điện không nghe luôn. Dạ. Cho ăn học tới 12 rồi nuôi cho mà khi mà nó ra học nghề đây ở Bình Dương là ngay cái tiếng đất Bình Dương là mình ở nhà mình lo dữ lắm. Sợ lắm ha. Mỗi lần coi mà cái tên của anh Hải là điện cho nó. Ồ vậy là trước đây cô vẫn coi ha. Coi thường xuyên luôn. Ôi cha. Gửi con ra Bình Dương là đã coi kênh anh Hải thường xuyên rồi. Mình vẫn coi mà mình cũng không thể lo không thể hồng ghê lắm. Mà không lường trước được sự việc ha. Tại vì cái thằng này là nó ở cùng quê với nhỏ cháu của tôi, cho nên là mình nghĩ con nít mà cũng thương như con của mình thôi. Chứa trong nhà mình đâu có biết mà nuôi ông tay áo đâu. Nuôi cháu trong nhà luôn. Nếu con tôi nó xách giỏ ra đi một mình, tôi sẽ không có cậy thằng này vô làm cái gì. Nhưng đằng này nó ở trong nhà tôi, ngày nó ra đi là không có tôi ở nhà. Hẹn tự nhau mà đi. Hẹn nhau trốn mà cô. Đó. Có cô thì đâu trốn được. Yêu mà. Yêu ai nhau mà. Bây giờ bỏ qua cái bên cái vụ mà bà nói là lý do sao mà cô biết là dòng theo của con cô. Hay lấy điện thoại như cái gì xẹt vô. Cái biểu tượng của nó nhớ lại lắm. Nó không có giống như con cô dấu hiệu bị vong theo lâu chưa cô? Đi coi thì người ta nói là 6. Ông thầy ở đâu vậy? Không nói tên ông thầy ở chứ. À dạ. Ở đâu? Mỗi lần coi là hết nhiêu? Không, con đang hỏi mỗi lần coi. Mỗi lần coi hết nhiêu? Lòng hảo tâm cũng có mà bắt buộc cũng có. Bắt buộc. Nói ra. Nhưng mà xem cô xem bao nhiêu ông thầy rồi? Nhiều lắm mà. Bây giờ cô đi chữa luôn mà không hết. Nhưng mà bây giờ cô có tin là cái điều đó có thật hay không? Ngủ thấy luôn. Hiện nay khoa học chưa chứng minh. Chưa có khoa học chứng minh cái điều đó. Con này con cũng chưa nhìn thấy. Nhưng mà có thể là con nó cũng nói lên vậy, nó nói mẹ nói xấu nó. À. Nó bị cái đó mà tại sao đưa lên nó. Ồ, à, con có biết luôn hả? Nó biết mà. Trời nó ơi. Cảm thấy trong người nó khác lạ luôn mà. À. Câu chuyện này chính là cái thằng đi dắt nó đi, thằng nó cũng biết là nó thay đổi tính tình nữa. Cho nên cô tôi mới nói là thôi con dẫn nó về cho cô đi. Con dẫn nó đi, con phải có trách nhiệm con dẫn nó về. Thứ nhất, thứ hai là con chở nó đi thì con dụng nó ở đâu, con phải biết nó ở chỗ nào luôn. Nếu con không dắt nó về được, con chỉ cho cô. Cô quá nhỏ nhẹ mà. Rồi tôi mới xuống tôi cớ công an là con tôi bị mất tích như vậy. Công an nói là tôi là có cái lỗi tại sao trước mừng không báo. Đó. Bây giờ nó dẫn con tôi đi rồi tôi mới báo thì làm sao người ta giải quyết. Dạ. Rồi là hồi sáng này mới ra ngay trường học để xin cái thông tin của gia đình thằng này. Cô đến gia đình nhà người ta chưa? Bây giờ tốt trên Đắk Nông ngày mai mới đi. Mai mới đi tiếp. Còn là cuộc hành trình tìm con xin nhiều tỉnh đúng bây không? Bây giờ tìm con không được thì phải tìm gia đình thằng này. Nhưng mà bây giờ con cô đến người ta cãi, người ta nói là con không biết. Trước đây con có gặp, nhưng bây giờ con không gặp nữa. Nó mới nói tức thì đây. Điện thoại nó nói với thằng anh của con bé này. Điện thoại ghi âm không? Hồi nãy nói chuyện có đúng số không cô? Nó điện cho thằng anh nó là nó nói là con bé này nhắn lại nhờ nó nói lại với mẹ giùm. Đừng có làm quá lên. Mới hả cô? Mới tức thì luôn. Thôi bây giờ nè, nói cô nghe nè, nói tóm lại nè. Cô không có nghe lời kìa. Cô không có nghe lời thầy bối là một nè. Bà thầy bà là một nè. Cô không có đi rất nông. Cô đến nhờ đồng chí Hải là bảo đảm cho cô một cần lại là tìm được con cô. Chỉ mấy bữa thôi.
nha. Cô không có đi đọc tống tiền, nghe lại cầm bậy bạ là tống tiền nha. Mấy bữa là con cô về giờ mà không có thầy bà chi nữa, không đi thầy bà đó. Cái thằng này là thằng nào cô? Là thằng nào? Thằng này tên là Ca Tiêu. Thằng anh đó xách cái vỏ tôi vô rồi. Thôi được rồi, cô không cần đâu. Không cần đâu. Mới xin thông tin của nó đó. Bây giờ chỉ cần đăng nó lên là nó hiện với cô là trong vòng tuần lễ. Bây giờ này, không nói tới nó luôn nữa. Bây giờ cô có mong muốn gì? Cô nói chuyện ở trên đây, bởi vì con chưa thấy cô nói cô nào. Ý tôi là mong muốn là cái thằng Sơn này nè phải có trách nhiệm dắt con gái tôi về. Thứ nhất, nếu không được thì nó phải động viên cho con gái tôi về nhà, hoặc là điện thoại trực tiếp nói chuyện với mẹ. Dạ. Đang ở đâu, làm gì, ở với ai, địa chỉ ở chỗ nào. Rồi, rồi bây giờ cô nhắn cho cái người tên Sơn rồi. Bây giờ cô muốn nhắn cho con gái cô đi. Là mẹ cho con đi học nghề chứ không có ép buộc, không khó khăn gì. Nhưng mà con phải điện thoại cho mẹ, phải cho mẹ biết thông tin, liên lạc, sống với ai, ở chỗ nào, đang làm với ai. Chứ bây giờ mà cứ nhắn cho anh không, còn mẹ coi như người vô hình, ngày đêm lo lắng. Cô đi từ đâu ta? Từ Bình Thuận. Từ Bình Thuận vô đây bao nhiêu tiếng cô? Hồi sáng này đi 4 tiếng có. 4 tiếng. À. 4 tiếng hết nhiều tiền cô. Thằng anh nó chở. Chở xe Honda luôn. Xe Honda. Trời ơi, chạy từ Bình Thuận đến mấy trăm km. Chứ nó ở ngay chỗ đó, nó học viện tóc đó mà chở đồ ra cho nó làm sao? Dạ. Từ nhà chở đồ ra cho nó. Bây giờ chốt lại câu là cô có thương con cô không? Thương không? Thương trời. Thương đúng không? Thương mới có công đi kiếm đó. Rồi, bây giờ thương cô nói chuyện với con cô, họ tên, địa chỉ đi, ngày tháng năm sinh đi. Huỳnh Thị Thanh Thúy. À, sinh ngày 24 tháng 12 năm 2000. Con thương mẹ này, con về với mẹ hoặc con gọi cho mẹ đi. Cô nói đi, nói những tình cảm nhiều nhất cô dành cho con cô đi, để con cô về. Một cái một con cô về. Thứ nhất đó là bà ngoại bệnh, thứ hai là mẹ cũng đang uống thuốc đó. Nếu không về cũng phải điện thoại liên lạc cho mẹ coi Zalo là ở đâu, sống với ai, sống chỗ nào, để mẹ có lòng tin. Chứ cái đất Bình Dương á là ngày nào mẹ cũng phập phồng ở nhà lo sợ. Sợ lắm mà, như cá làm trên thớt. Con trai đi người ta còn sợ hơn chứ con gái. Đúng rồi. Mà hơn nữa là đi với con trai nữa. Càng căng hơn. Phải chi nó đi với con gái mình còn ấy đỡ một xíu đi. Đúng rồi. Mà những bạn của nó là bây giờ là kêu mấy đứa nó điện giùm. Bây giờ là cạm bẫy nhiều lắm cô ơi. Các bé gái đặc điểm là chưa chồng, bị một số thanh niên có thể là dụ dỗ bán đi nước ngoài luôn. Đấy. Thành ra là chừng nào nó làm cha làm mẹ đi rồi nó mới biết. Đúng rồi. Chứ cha mẹ nói thì nó nói cha mẹ khó. Ba nó bây giờ là coi như là ổng làm ổng sống rồi. Chính nó cũng biết chứ không phải là không. Bao nhiêu tâm tư mẹ dùng hết cho con đó. Hiện nay cô đang làm công việc gì ở quê vậy cô? Đi chợ nấu ăn không làm. Bệnh đâu có làm gì được. Đi chợ nấu ăn thôi. Bây giờ sắp thuốc uống ngày ba cử, ngày nay đi không uống được nè. Trời ơi. Mới đi Vũng Tàu hút thuốc mới về ngày hôm qua. Thế bây giờ cô sống bằng cái nguồn ở đâu? Con nuôi. Trời ơi, khổ vậy. Hai thằng đó con vừa nuôi em đi học nghề, vừa nuôi mẹ bệnh, vừa lo cơm gạo. Hai thằng anh. Bây giờ con cô nếu mà không muốn về mà muốn đi theo người yêu thì cô có chịu không? Tự tử chết liền á. Ây da. Hồi bữa là tôi nói có thằng Sơn này rồi. Tôi nói là hai đứa phải biết cái trách nhiệm bổn phận làm mẹ, nó khổ dữ lắm. Con mà có chuyện gì hư thân mất nết, mẹ tự tử mẹ chết liền cho con vừa lòng. Tại vì bao nhiêu tâm tư, bao nhiêu hy vọng nuôi con ăn học tới 12, có cái bằng 12 là mẹ đã mừng rồi. Mẹ cho đi học nghề. Chứ mẹ hồi xưa không có phước như con bây giờ đâu. La rầy muốn cho con ngoan, con khôn, con giỏi ra. Chứ không phải là khó đâu. Chú có biết cả cái cuộc hành trình của cô đi tìm không? Tìm con không? Không biết là cô trốn đi à? Hay sao? Không phải trốn, nhưng mà chuyện nhà là... Giấu à? Nói chung là con cái trong nhà ngoài đồ. Bây giờ ổng có coi đi nữa thì cũng vậy thôi. Bây giờ đăng này lên là chú đảm bảo chú biết rộng đi thôi. Đăng này lên chú biết á. Chứ còn... Cô đó. Đã... Nhưng mà con hỏi này, cô đăng này đồng ý là cô đăng thông tin để tìm con. Mà con gái cô đặc biệt là 20 tuổi trở lên rồi. Cô đã có sự bàn bạc thống nhất với gia đình chưa? Mẹ con biết. À mẹ con bàn nhau rồi đúng không? Ở nhà từ sáng đó tới sáng. Đó tránh tình trạng mà con gái cô lại gọi điện đây mắng muốn các anh em hiệp sĩ Bình Dương là mất công lắm. Có thằng anh đó mà. Có nghĩa là cô đồng ý đúng không? Cái video này các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thái Hải Bình Dương là đăng tải lên là được đúng không cô? Đó nay mai con gái cô lại kiện cục tại sao mà? Tại vì nó không có trả lời điện thoại của tôi, mới điện thoại sáng tức thì nó không nghe.
cho nên tôi bắt buộc tôi phải làm như vậy. Có nghĩa là nếu đăng này là mà con cô mà kiện cáo là cô phải chịu trách nhiệm nhá. Con nói trước vậy đấy, không là con cô để về đây để bảo các anh em từ sáng là anh em mà nhiều vụ lắm rồi, đau đầu mệt mỏi với lắm lại rồi. Thằng Sơn này nè, nó đã hứa với mẹ của con Thí là nó sẽ động viên cho con này về hoặc là điện thoại với mẹ, nhưng mà cả chục ngày nay là không được. Vẫn lừa dối đúng không? Là thằng này đã cúp điện thoại, không điện thoại được luôn. Nó hứa trả lời nhưng mà bây giờ mình điện lại nó không nghe máy, là nó đã gạt mình rồi, gạt người lớn rồi đúng không? Vậy là không có thật rồi. Thằng này nó đã giả dối rồi, nó có ý đồ, nó vô nhà tôi, nó ở cái tuần lễ rồi nó dẫn con này đi. Nếu mà nó không đưa con, nó không làm sao, nó không nói cho con Thí này mà quay về liên lạc với tôi là tôi sẽ lên tới nhà cha mẹ nó luôn. Nó nhỏ nói không được, phải nhờ tới người lớn, phụ huynh của nó nói. Cô đã liên hệ cho mẹ của bạn Sơn này chưa? Không có số điện thoại. À, nhưng mà bây giờ cô biết địa chỉ không mà cô đi được? Biết, mới sinh. Đắk Nông luôn hả? Đắk Nông luôn. Đắk Nông, đây Đắk Nông xa lắm, 300 km đấy cô. Con nhỏ cháu tôi là ở gần chỗ đó, nhưng khác xã thôi. Khác xã. Bây đây. Giờ lên con chị nó rồi, chị nó dẫn đi qua nhà thằng này. Dạ. Đi qua trước rồi qua công an, cho công an nó chỉ nhà, chứ mình đâu có biết nhà đâu. Đây Đắk Nông là nếu đi bình thường phải 7-8 tiếng, con đi chỉ 4 tiếng thôi. Nhưng mà người khác đi có thể là 7-8 tiếng. Chạy 4 tiếng tới đó. Đắk Nông mà. 4-5 tiếng thì nó đi rồi. Yeah. Nó nói bây giờ nếu thằng Sơn này mà không có động viên cho con Thí này điện với mẹ, không nói chuyện với mẹ là nó phải lên tới nhà cha mẹ thằng Sơn. Tại vì là con Ngu có cái chứa người trong nhà. Yeah. Nếu con tôi ra đi một mình tôi sẽ không đụng chạm gì tới gia. Nhưng mà bây giờ thế này, nếu con cô hoặc hai người, con cô và bạn trai con cô liên hệ là hai đứa thực sự thương nhau. Hai đứa nó có liên lạc với nhau ngày một. Dạ đúng rồi, thương nhau mà cô. Chính vì thương nhau nhưng bây giờ nó là bây giờ con đủ tuổi rồi, con lớn con trưởng thành rồi, mẹ đừng kiếm con nữa. Thì cô sẽ nghĩ sao? Nó là mẹ không kiếm con nữa. Đừng kiếm con nữa, mẹ đi về đi. Nếu nó nói một câu như vậy thì mình cũng đã là thỏa mãn trong lòng rồi. Dạ thì cô còn kiếm nữa không? Không. Không ha. Nếu nó đã quyết định nó vậy thì cắt đứt luôn. Không mẹ con gì nữa hết. Từ con luôn. Từ luôn. Ê. Nếu mà từ con thì mình có lặng lẽ lắm không cô? Đó là do nó bỏ gia đình nó đi trước mà. Tôi đâu có đuổi. Mình cô đã đuổi bao giờ chưa? Chưa. Con cô không ở nhà. Không đuổi, không la, không rầy. Chỉ con... có cái là tôi nói vậy. Mẹ thì đi nuôi bà ngoại với bệnh viện. Thì ở nhà trước khi muốn đi chơi thì chén bát rửa hết đi. Yeah. Làm công chuyện nhà xong rồi hãy đi chơi. Dạ. Yeah. Tôi la bữa đó có thằng Sơn đó luôn, có thằng đó luôn. Con cô ở nhà có hỗn với cô không? Không. Không à? Hỗn thì nó không có hỗn. Không hỗn. Mà nó mà không thích rồi là nó làm thinh không nói. À, lầm lầm lì lì ha. Con cô đã từng trốn nhà đi theo mấy người yêu lâu nhiều lần chưa cô? Hồi nhỏ giờ nó chưa bao giờ. Lần này là lần trốn. Mới bước chân lên đất Bình Dương là cái ngày dẫn đi lên Bình Dương này cũng chính tay tôi dẫn nó đi. Là bập vào yêu luôn. Dẫn lên đây 5 tháng là mới có lên học được. 2 tháng mấy rồi. Là yêu rồi. Là về nhà thăm nhà. Cắn câu luôn. Là thằng này đi theo về. Người ta nói là cá cắn câu, biết đâu mà gỡ. Bây nhưng giờ mà tôi không ngờ là thằng này nó đã nghỉ ở trong học viện đó rồi mà nó về nhà nó dốc tôi. Thì đúng rồi. Nó nói là nó còn ở trong học viện đó. Vậy như vậy mới dùng được. Khi bây giờ lên học viện tá quả ra, quản lý nó nói là thằng Sơn này nó đã nghỉ rồi cô à. Người ta có câu thế này này, cô này, cuối video này người ta có câu này. Gái phải hơi trai, cô ạ. Như thầy lại là cái cây ngoài đường á. Là phải cái gì chắc chắn là cô hiểu rồi, đúng không ạ? Thế nên cá cắn câu là gỡ khó. Thôi thì bây giờ chúng thương nhau, con mình thương nhau. Thì lỗi này không phải lỗi tại mình. Cô cũng không nên trách bản thân mình nữa. Mà đây là hai đứa nó thực sự nó rất thương nhau. Theo con này con đánh giá như vậy thôi, còn con chưa gặp. Thì có thể là mình sẽ bỏ qua hoặc là động viên cho các con đi. Thôi yêu nhau chúng mày thương nhau về tao chấp nhận. Đúng không? Các mẹ chấp nhận. Thì mày quay về mày nói chuyện với mẹ. Chứ bây giờ mình từ chúng nó thì thấy tội nó. Thì bây giờ nếu nó muốn gì, nó đã xách vỏ ra đi là cái lỗi ở nó. Dạ đúng rồi. Nó nói dốc với mẹ là nó ra Bình Dương nhưng nó không ở trong học viện. Thằng này dẫn đi đâu? Dạ. Rồi thằng này cũng là ngoan cố dẫn con gái người ta từ trong nhà người ta đi ra mà không nói cho dạ. Người lớn một tiếng. Dạ. Làm vậy đâu có đúng. Dạ. Bây giờ nó là nó phải nói à, cô à con thương con gái cô. Bây giờ con dẫn con gái cô đi Bình Dương hay đi đâu hay làm gì nó phải báo cáo với mình, nó nói với mình chứ. Yeah. Đằng này nó cũng chưa bao giờ nó nói à cô không thương con cô. Chưa bao giờ. Yeah. Nhưng bước đầu tiên nó đặt chân về là tôi đã nói rồi. Nó dạ dạ vân vân chỉ là bạn thôi. Yeah.
nó đâu có thừa nhận nó thương con này. Dạ. Không thương dắt đi đâu, dắt con tôi đi bán hay làm gì. Dạ. Mà dắt đi trong nhà tôi dắt ra, không báo tôi. Cô đã từng hăm dọa, đã từng chửi bới gì con cô hoặc là bạn trai con cô chưa, bạn con cô chưa? Năn nỉ không? Năn nỉ không á. Nói nhỏ nhẹ. Mình nói ngọt không cô? Con điện cho nó, con liên lạc với nó được. Thì con cứ nói với nó làm sao thuyết phục nó, cho nó quay về cô dắt nó đi chữa bệnh. Đó chỉ dụ vậy thôi. Dạ. Rồi thằng này nó mới dạ dạ. Một bên là cô, một bên là bạn. Con cũng biết xử bây sao. Giờ thực sự bây giờ là cũng 14, 15 giờ chiều rồi. Hơn 14 giờ chiều rồi. Các anh em hiệp sĩ Bình Dương là gần như chưa có một ai ăn cơm hết. Cơm thì cơm hộp đã mua sẵn rồi. Mà bây giờ cố gắng để giải quyết, giải thích cho cô cái câu chuyện này. Để hy vọng là cô sớm biết được thông tin con gái của cô ở đâu. Còn con gái của cô có quyết định về hay không? Thì cái vấn đề đó do con cô, chứ các anh em đây không có quyền quyết định. Bởi vì con cô là trên 16 tuổi là tự quyết định, tự suy nghĩ và tự đi và tự làm việc, tự làm ăn. Thế nên là cô hết sức là thông cảm cho các anh em hiệp sĩ Bình Dương. Cô nhé. Thế còn cô còn điều gì muốn bức xúc hay là điều gì muốn nói chuyện, trò chuyện với con hoặc với bạn trai, với bạn của con thì cô có thể là muốn gặp cái chỗ ở của thằng Sơn. Cô đã biết chỗ chưa mà cô gặp được? Thì bởi vậy cô mới nhờ gọi hiệp sĩ đó đây. Yeah. Chủ yếu là khuyên con bé về. Yeah. Hoặc là điện thoại cho mẹ. Cô phải nói chuyện thật ngọt thì con cũng mới về. Thứ nhất, thứ hai là phải biết thằng này nó ở đâu. Yeah. Ở chỗ nào. Cô có sợ là người yêu của con cô bán con cô đi vào các trung tâm gọi là không tốt đẹp không? Thì từ đầu tôi đã nói rồi mà. Mình sợ rất ha. Là lo. Nghe tiếng Bình Dương là tôi đã lo rồi. Sợ lắm, Bình Dương này nó nguy hiểm lắm. Nó học cho mà tôi càng lo. Đúng rồi. Như bây giờ nó đi nó không nói tiếng nào. Ê. Nếu nó công khai nó xin phép tôi tin tưởng. Tôi nhưng mà sẽ, sao? Sẽ không cô ơi, gì. Nhưng mà bây giờ con hỏi cô một câu cuối cùng này. Sao cô đã sợ biết đất Bình Dương, sợ là tại sao sao cho con gái Sài Gòn đi mà cho con gái về Bình Dương? Tại vì cái chỗ này là tin tưởng uy tín. À, uy tín. Nó học ở trong trường thì mình yên tâm, nhưng cái này là thằng này nó ở ngoài trường. À. Thằng này nè, chứ không mình không có đổ lỗi. Thôi được rồi. Thôi có lẽ là video này cũng dài rồi, cũng không phải là ngắn đấy, hơn 20 phút rồi. Có thể là con cô á chắc chắn là sẽ xem video này. Con khẳng định với cô như vậy. Còn về hay không mà có liên hệ lại cho cô không thì cái điều con không nắm chắc. Nó không về cũng không sao, nhưng nó phải điện danh bạ hoặc qua Zalo để cho mẹ thấy mặt mũi. Rồi. Sống với ai, ở chỗ nào đó vậy đó. Rồi từ từ để cho nó suy nghĩ lại. Yeah. Bà ngoại bệnh sắp chết, mẹ nó bệnh đang uống thuốc. Bây giờ thế này cô nè, cô đăng cái video lên bây giờ thì nói chuyện dài quá này, anh em đói lắm rồi, mệt lắm rồi. Thiệt mấy cô như vậy. Đây là đúng con gái của cô đúng không? Đúng. Con gái cô sinh ngày mấy, tháng mấy, năm mấy, cô thể nhắc lại không? Ngày 24 tháng 12 năm 2000. Rồi, hôm nay cô là Huỳnh Thị Thanh Thúy nha. Hôm nay cô từ Bình Thuận đúng không? Cô vào Bình Dương nhờ đội hiệp sĩ với thầy Bình Dương để đăng tin lên tìm con đúng không ạ? Cái video này cô đăng này, những cái điều mà cô chia sẻ, cô nói chuyện trên cộng đồng này có đúng sự thật không cô? Đúng. Đúng sự thật phải không? Đúng. Nếu sai là cô phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Có nói thêm đó, đúng không ạ? Sai. Thằng Sơn nó có coi đi, nó biết nó sẽ. Nhưng mà nếu sai là cô phải chịu trách nhiệm nha. Đúng. Bởi vì tránh tình trạng là đăng thông tin một chiều là con cô kiện tụi con là nó phiền lắm. Đến lúc mà cô sẽ phải là người chịu trách nhiệm, bởi vì con không thể từ đây ra Bình Thuận để kiểm chứng được cái thông tin của cô được. Cô nhé, cô chấp nhận đâu, nếu chấp nhận anh em đăng mà không chấp nhận anh em gỡ bỏ. Đúng không ạ? Chấp nhận đúng không? Rồi, con cảm ơn cái cuộc chia sẻ của cô nhé. Con chúc cô sớm tìm được con gái và con rể của mình cô nhé. Anh Hải còn điều gì muốn chia sẻ không? Nói chung là mình chia sẻ bây giờ bé, nếu mà bé mà thấy mẹ từ ở Bình Thuận đi mấy cái biệt số vô nhờ đỡ hiệp sĩ Minh Hải tìm con thì bé coi liên hệ với mẹ, nếu liên hệ với mẹ được rồi mẹ cũng không đi tìm đâu đó, mẹ nói là con cũng lớn rồi, con phải để cho mẹ vui, để cho mẹ yên tâm lo cuộc sống hàng ngày, mẹ bỏ công ăn việc làm, mẹ không ăn ngủ gì được, mẹ tìm con ngày này qua ngày khác đó. Và con có thể chia sẻ, cảm ơn mọi người rồi, xin chân thành cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và bạn nha.